Không trụ vào bát nhã mà phát sanh bát nhã, không trụ vào thần thông mà phát sanh thần thông, không trụ vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mà tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không trụ vào ba pháp môn giải thoát mà tu ba pháp môn giải thoát, không trụ vào bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không trụ vào tám giải thoát cho đến 10 biến xứ mà tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, không trụ Bồ Tát địa mà tu Bồ Tát địa, không trụ pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa mà tu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không trụ năm loại mắt sáu phép thần thông mà tu năm loại mắt sáu phép thần thông, không trụ 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không trụ pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mà tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không trụ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không trụ vào hữu tình mà thành thục hữu tình, không trụ vào cõi Phật mà trang nghiêm cõi Phật, không trụ vào tất cả pháp Phật mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát phải thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vô sở đắc. Đại Bồ Tát nào có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vô sở đắc thì tất cả ác ma và quyến thuộc của ác ma đều không thể phá hoại. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát phải nhất tâm hiện khởi, làm sao để có thể hộ trì sáu ba la mật đa, cũng có thể hộ trì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể hộ trì 37 pháp bồ đề phần, cũng có thể hộ trì ba pháp môn giải thoát, cũng có thể hộ trì tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng có thể hộ trì tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, cũng có thể hộ trì năm loại mắt sáu phép thần thông, cũng có thể hộ trì 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể hộ trì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng có thể hộ trì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng có thể hộ trì 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật. Phật bảo thiện hiện, lúc đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu pháp tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì thì mới được viên mãn. Như vậy cho đến pháp tu 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì thì mới được viên mãn. Như vậy thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát nhất tâm hiện khởi thì có thể hộ trì 6 ba la mật đa như vậy, cho đến cũng có thể hộ trì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, vì sao lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát có làm việc gì đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì, cho nên nhất tâm hiện khởi liền có thể hộ trì 6 ba la mật đa, cho đến 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Phật bảo thiện hiện, lúc đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, pháp tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì, nên xa lìa hai tưởng. Như vậy cho đến pháp tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ cũng được bát nhã ba la mật đa hộ trì, nên xa lìa hai tưởng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát tuy thực hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa mà không có hai tưởng? Như vậy cho đến tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà không có hai tưởng. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì muốn viên mãn bố thí ba la mật đa, nên ở trong bố thí ba la mật đa, các đại Bồ Tát hộ trì tất cả 30.